Có một sự thật là mọi người hỏi mình rất nhiều về con lens này Sigma 30mm f1.4 DCDN. Con lens mà được hỏi nhiều nhất ở trên Facebook, YouTube. Những câu hỏi đại loại như độ nét của con lens này như thế nào, nó focus có tốt hay không, chụp chân dung có được không, mà muốn chụp thêm một chút về phong cảnh thì có ok hay không, chụp sản phẩm thì như thế nào, và những cái đối tượng nào thì nên sử dụng con lens này. Và có một cái câu hỏi so sánh rất hay mà các bạn dành cho mình và mình phải ghi lại luôn, đó là Sigma 30mm f1.4 này và Sony Cell 35mm f1.8 thì con nào tốt hơn. Sự thật là mình không biết. Thực tế mình chụp và quay khá là nhiều bằng hai con lens này, nhưng mà mình chưa đưa bọn nó ra để chụp hai cái ảnh cùng một khung để zoom vào và so sánh như những cái video đợt trước ấy. Cho nên có khả năng mình sẽ làm một cái video so sánh chi tiết chất lượng ảnh chụp, video cũng như là focus của hai con lens này trước khi show ra các cái video và ảnh chụp mà mình đã thực hiện bằng lens Sigma 30mm f1.4 DCDN này. Thì mình sẽ đi qua về tổng quan ngoại hình của cái lens này nhé. Cái hộp của lens khi chúng ta mua online hoặc khi chúng ta mua ship về nhé, nó sẽ có một cái khung chống sốc như thế này. Lens sẽ bỏ bên trong như thế này khi chúng ta đập hộp ấy, và nó để trong cái hộp này. Tác dụng chống sốc của nó khá là tốt. Và khi ship về, cái hộp này còn được bọc bởi rất là nhiều xốp, những cái chống sốc nữa, nên là khi các bạn mua online không phải lo lắng nhé. Đây là chiếc lens của chúng ta. Mình sẽ bỏ cái hút của nó ra nhé. Khi lắp hút vào nó sẽ như thế này. Đấy, khi lắp hút rồi nó sẽ ngoại hình như thế này. Mình sẽ bỏ cái hút ra nhé. Thân lens thì được làm bằng kim loại này, và cái phía mặt trước của nó thì bằng nhựa, tuy nhiên cái nhựa của nó cảm giác rất là cao cấp nhé. Cái vòng lấy nét của nó thì rất là mềm và mượt, nó giống như Sigma 16F1.4 vậy. Cái vòng lấy nét của nó rất mềm và êm, khi xoay các bạn có thể cảm nhận được luôn. Cái chiều dài của lens 7.3cm nhé. Khi lắp hút vào thì chiều dài của lens nó sẽ lên khoảng 10cm. Về trọng lượng của lens thì nó không nặng như cái Sigma 16mm f1.4. Trọng lượng của nó là 265g nhé. Về phần mặt kính phía trước và một số thông số của lens này. Made in Japan này, sản xuất ở Nhật Bản. Làm màu đen nên là hơi khó nhìn. Ở đây là ký hiệu 30mm này, cho thấy đây là một lens chân dung. Khẩu có thể mở tối đa là khẩu 1.4 này. Khẩu nhỏ nhất của nó là khẩu 16 nhé. Lens sử dụng filter 52mm nhé. Cái khoảng cách lấy nét tối thiểu của lens là 30mm nhé. Các bạn có thể chụp một số shot close-up cỏ cây, hoa lá hoặc là động vật nhé. Và có một điểm các bạn cần lưu ý là cái lens 30mm f1.4 này nó không có khả năng chống rung. Và bây giờ mình sẽ thử lắp lens lên body A6000 xem nhìn nó như thế nào nhé. Mình thấy là khi lắp lên thì cái kích thước của lens nó khá là vừa vặn với body, khá là hợp với body của A6000, A6300, A6400 ấy. Vừa rồi là tổng quan về mặt ngoại hình, bây giờ chúng ta sẽ đến với chất lượng video và ảnh chụp trong những cái shot mà mình vừa mới thực hiện hôm trước nhé. Thấy những cái video và ảnh chụp đó như thế nào? Đó đều là những cái ảnh JPEG và video là video ở chế độ standard, có nghĩa là không có picture profile hay mình không chỉnh màu gì đâu. Mình để màu gốc để cho các bạn có thể hình dung ra được cái chất lượng của lens này. Nói về độ nét thì cái lens này nó có một độ nét rất là ổn. Sigma là một hãng sản xuất những cái lens có độ nét rất là tốt, và bạn có thể nhìn thấy trong ảnh và video này màu của nó có một chút gì đó rất là vàng và ấm. Có một điểm cần lưu ý là lens nó có một chút hiện tượng cong ở viền, dạng như gương cầu lồi ấy, nhưng nó ở mức độ nhỏ thôi. Phải để ý lắm thì ta mới thấy được. Và một chút viền tím trong một số ảnh ánh sáng mà có độ tương phản cao. Mình sẽ zoom thử một tấm ảnh cổ trang mình mới chụp nhé. Đây các bạn có thể thấy khi zoom vào thì các chi tiết thể hiện rất là sắc nét. Tuy nhiên trong quá trình chụp ấy, thì mình để ý là cứ chụp khoảng 10 tấm thì nó có khoảng 2 tấm bị ao nét. Có nghĩa cái tỷ lệ chính xác khi chụp ảnh bắt nét vào khuôn mặt ấy, hoặc bắt nét vào vật thể thì nó khoảng 80%.
10 tấm thì có khoảng 2 tấm ao nét. Độ bắt nét của nó sẽ không chuẩn xác được bằng lens Sony, nhưng mà cái độ bắt nét của nó như vậy khá là ổn, 8/10. Cho nên khi đi làm dịch vụ, nhất là khi đi kiếm tiền, làm những cái job kiếm tiền ấy, các bạn nên chụp lại khoảng 2-3 tấm ở cùng một tư thế cho nó chắc. Trong trường hợp có một shot nào bị ao nét thì những cái shot còn lại nó sẽ bổ sung vào. Bởi vì khi chúng ta đi làm kiếm tiền nó khác với việc chúng ta đi chơi. Về lấy nét khuôn mặt thì lens làm việc rất là tốt. Đây là một đoạn video của mình quay, như các bạn thấy thì lens nó bám theo khuôn mặt rất là tốt. Nếu mà làm vlog quay mẫu có tracking khuôn mặt ấy, thì bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Tuy nhiên khi quay sản phẩm hoặc là vật thể trong một môi trường phức tạp một chút thì lens nó sẽ không hiểu bạn muốn tập trung vào cái gì. Thế cho nên là cái focus của nó sẽ hơi chậm và đôi khi nó sẽ không chính xác, bởi vì nó là lens hãng mà, nó không như lens Sony. Như lens Sony chính hãng thì cái lấy nét của nó khá là thông minh. Ví dụ như một cái đoạn video mình quay bằng Sony Kit Lens ở trong rừng Cúc Phương này, mình quay một cái đoạn dây xích và cái Sony Kit Lens đó nó bám theo cái sợi dây xích rất là tốt, nó focus theo rất là đều. Với một đoạn video tiếp theo mình quay một cái cột này cũng bằng lens Sigma nhá, và nó xảy ra cái hiện tượng hunting, là một cái hiện tượng mà lens nó lấy nét không được chính xác và không đều. Nó sẽ bị hiện tượng lấy nét ra lấy nét vào và nó sẽ bị out focus. Thế cho nên kể cả khi quay video cũng như khi chụp ảnh, các bạn nên check lại cái shot vừa rồi để đảm bảo là trong quá trình quay đấy nó được focus một cách tốt nhất. Khi sử dụng những cái lens ngoài này và kể cả lens chính hãng rồi, ở trong những môi trường phức tạp một chút thì mình luôn tắt cái chế độ auto focus đi, mình lấy nét bằng tay và mình quay trong suốt cái shot đó thì mình sẽ đảm bảo là mình kiểm soát được cái lấy nét. Tiếp theo là về giá. Với cái lens Sigma 30mm f1.4 này, mua cũ của nó thì dao động từ khoảng 4 triệu cho đến 5,2 triệu tùy vào cái ngoại hình của nó nhé. Và giá lens mới của nó thì rơi vào khoảng 5,9 triệu. Mình nghĩ với cái giá này khá là ổn với một lens chân dung nét như vậy. Và nếu bạn đang sử dụng cái con Sony Kit Lens 16-50 OSS, bạn có thể nâng cấp thêm con lens Sigma 30mm f1.4 này để chụp hoặc là quay xóa phông, hoặc là thỉnh thoảng bạn quay hoặc chụp trong môi trường thiếu sáng một chút thì bạn có thể lấy con lens Sigma 30mm f1.4 này ra để sử dụng. Ok, và mình sẽ đưa ra kết luận về cái ưu nhược điểm của cái lens Sigma 30mm f1.4 này nhé. Thứ nhất là độ nét tốt, mang cái độ nét đặc trưng của Sigma. Bạn hoàn toàn có thể chụp chân zoom xóa phông hoặc là quay xóa phông mờ mịt với cái khẩu 1.4 từ chiếc lens này. Và cái độ xóa phông của nó theo mình đánh giá khá là đẹp và mịn. Ưu điểm thứ hai của nó là giá rất là tốt. Với số tiền khoảng 4 triệu với lens cũ và 6 triệu với lens mới, bạn có thể dùng lens để chụp một chút chân dung hoặc là phong cảnh dưới góc nhìn 30mm nhé. Ưu điểm thứ ba của nó là nó bắt nét khuôn mặt khá là tốt. Với cái độ bắt nét và lấy nét tốt vào khuôn mặt như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lens để làm vlog nhé. Ưu điểm thứ tư của nó là có thể dễ dàng cầm đi và mang theo, kể cả khi bạn đi du lịch hoặc là đi làm. Ưu điểm thứ năm của nó mà mình phát hiện trong quá trình làm việc ấy, là nó có thể sử dụng để chụp sản phẩm khá là tốt. Thế còn nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm đầu tiên của nó là lens này không có khả năng chống rung. Đó là đặc điểm chung của lens Sigma thôi. Lens Sigma đặc điểm chính của nó là độ nét rất là cao và không có khả năng chống rung. Dĩ nhiên khi bạn kết hợp cái lens Sigma 30mm f1.4 này nói riêng và cái bộ ba Sigma nói chung trên những cái body chống rung, ví dụ như body A6500, A6600, cái độ nét của lens kết hợp với cái chống rung của body máy ấy, nó tạo nên những cái cảnh quay rất là mượt. Cái nhược điểm thứ hai của nó mà mình phải kể đến là cái độ lấy nét của nó không ổn định như lens Sony chính hãng. Lấy nét đôi khi bị trượt, đó là lấy nét trên sản phẩm nhé. Còn nó bắt nét trên khuôn mặt như cái ưu điểm của mình nói lúc nãy thì nó bắt nét trên khuôn mặt khá là tốt. Khi quay sản phẩm hoặc là bạn quay một cái gì đó ở trong môi trường hơi phức tạp một chút thì lens nó hay bị ao nét. Và như mình đã nói, chụp 10 ảnh trung bình nó có khoảng 2 ảnh bị ao nét. Tuy nhiên con số 80% là một con số không tệ. Cái nhược điểm thứ ba của lens này ấy, là nó bị cong một chút ở viền và nó bị hiện tượng viền tím một chút. Và dĩ nhiên bạn có thể khử cong hoặc là khử viền tím trong phần mềm Photoshop hoặc là phần mềm Lightroom. Chiếc lens 30mm f1.4 này dành cho ai? Chiếc lens này dành cho các bạn quay chụp chân dung, chụp sản phẩm. Bạn có thể sử dụng lens để chụp trong những môi trường chật hẹp, nơi mà những cái con lens ví dụ như 50mm f1.8 của Sony hoặc là con lens Sigma 56mm f1.4 nó hơi bị thiếu góc, vì cái những cái lens đấy nó zoom vào một chút mà. Bạn có thể sử dụng cái lens 30 này thì cái góc của nó rộng hơn một chút, ở trong môi trường chật hẹp một chút chúng ta hoàn toàn có thể xoay sở để chụp chân dung. Hơn nữa khi sử dụng cái lens 30mm f1.4 này, các bạn sử dụng để quay hoặc là chụp trong môi trường thiếu sáng một chút thì các bạn có thể yên tâm nhé. Các bạn chỉ cần mở khẩu ra 1.4 thôi là nó có thể thu được rất nhiều ánh sáng và cảm biến. Nếu các bạn đang sử dụng những body máy ví dụ như A6005, A6600, những body máy có khả năng chống rung để quay hoặc để chụp, một sự kết hợp khá là hoàn hảo. Mình trải nghiệm cái Sigma 30mm này với cái body A6005 thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Lens thì nét mà, và body có chống rung, nó kết hợp với nhau để quay rất là thích. Và nếu bạn đang sử dụng những body không có chống rung, ví dụ như A6000, A6003, A6004, A6001 thì cũng không cần quá phải lo lắng đâu. Các bạn cứ sử dụng lens
tăng cái tốc độ màn chập lên một chút. Kết hợp với cái việc khi chụp các bạn vững tay một chút thì cái chất lượng ảnh chụp ra vẫn rất nét nhé. Và dĩ nhiên rồi, với những shot quay dài, những shot quay liên tục thì cái việc sử dụng gimbal này là cái việc chúng ta nên làm để quay nhé. Kể cả cái việc body máy của các bạn có chống rung, những cái shot dài và những shot di chuyển thì không gì có thể thay thế được bằng gimbal. Vừa rồi là cái đánh giá của mình về con Sigma 30mm f1.4 này sau một thời gian sử dụng và trải nghiệm. Và cái chất lượng ảnh đưa ra cho khách hàng họ rất là hài lòng về độ nét, và họ đều hài lòng với cái chất lượng ảnh từ con lens này nhé. Thế còn các bạn, suy nghĩ của các bạn về cái lens Sigma 30mm f1.4 này như thế nào? Hoặc là trải nghiệm của các bạn về con lens này như thế nào? Hãy để lại phần comment bên dưới nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video, đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký ở phía bên dưới ấy, để theo dõi các cái video tiếp theo trên kênh YouTube của mình nhé. Và đừng quên theo dõi mình trên Instagram lmb.ig để xem những cái ảnh từ những con lens mình đã từng review nhé.